cô gái đó nói cái gì? Tôi sẽ không bao giờ lấy anh đâu Gaston. Thực ra còn nhiều bánh bèo khác mà. Người như ta đây ngoài kia có cả vạn người mê. Nhìn kia Gaston không thể tin là một người, trông như con ma qua trang đời. Ai chung quanh đây cũng mơ ước như Gaston. Ngay khi cúc u đã vỡ tan, và anh như ngôi sao cho biết bao người thần tượng, như bao nhiêu ước mơ của mỗi người. Nhưng điều này chính cảm hứng anh đã truyền lại là lý do dễ hiểu thôi. Như thế sao không ai vẫn kéo như Gaston, thật dây bén là Gaston, không ai có thể mạnh mẽ khoe như là anh Gaston. Vì còn lửa trong người anh thật sự vô địch, hoa quyền biết bao người hâm mộ. Có thể hỏi thêm từ Tom Dick hay Sally, họ sẽ nói họ chỉ muốn chung một hướng ở phía anh. Không ai như Gaston, hay sức trẻ như Gaston, năm anh trẻ thật mạnh mẽ, không có ai như Gaston. Nhìn cơ bắp tôi làm sao mà trông nó tuyệt vời ghê, anh chàng tuyệt vời chính Gaston. Hôm nay ở đây tôi muốn nói cảm ơn là phụ một thần tượng và làm cho bao nhiêu người phải say mê. Hơi quá hả? Phải. Không ai giống như Gaston, dập cắt nhiên như Gaston. Trận đầu không muốn ai có thể cắt như Gaston. Khi săn bắn ta từng bước đi thật khẽ khàng, con quay nhìn thấy ta sợ cúp đuôi. Ta sẽ nhắm gan của nó khi nhìn thấy đường, và ta bắn từ đằng sau. Có được không? Không vấn đề. Không ai quên là Gaston, không quên thì khác đồ vẫn luôn nhất là anh Gaston. Thật sự ta đây rồi dần là khác nhau đây để xem. Niềm tuyệt vời Gaston. Đã từng khi còn trẻ ăn 40 quả hột gà vào buổi sáng để càng ngày tô khỏe hơn nè. Bắt giờ để trưởng thành ăn 60 quả một lần, và ta trông tự như con thuyền ra biển. Trang trí trong nhà ta là những thứ đây nè xem. Nhắc lại một lần, Gaston nhất ở làng này. Nào xem ai thành công nhất là ai đây, ai cũng biết là người hâm mộ thêm năm lên vô hồ. Chỉ có mỗi anh ở đây, người duy nhất là có hết. Nhưng và tên anh G-A-S chi á, trong tên anh đã có thêm vần chi á. Tên anh gây khó cho tôi, đây là tên mà tôi chưa bao giờ bắt gặp, nên tôi thật sự không biết anh vẫn làm sao cho đúng. Gaston. Là phu anh hay thiệt.